chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Khải Toàn chúc các bạn tâm thân nhân lạc. Hôm nay Khải Toàn sẽ tra 1980 canh thân sinh tháng 3 dương lịch. Mệnh nam. Tra theo bát tự tứ trụ, tìm ra vài mật mã căn bản, tìm ra dụng thần mệnh khuyết. Năm canh thân, tháng Mậu Dần, ngày Ất Hợi, giờ Giáp Thân. Trong bát tự tứ trụ, nhật can mệnh ngày sinh là hạt giống, người này sinh ngày Ất hành Mộc Âm. Ngày Ất hành Mộc Âm đại diện cho dây leo, tính tình nhẫn nại, trầm lắng, dễ mẫn cảm trong tình cảm. Năm thân đại diện cho người thích tự do, khéo giao tiếp, rất kiêu căng. Dần đại diện cho quân tử khi nóng giận khó kiềm chế. Tính chất hạt giống mệnh ngày sinh thuộc hướng nội, nhưng hai chữ này, chữ thân và chữ dần, đa phần hướng ngoại. Khiếm khuyết của mệnh này thiếu sự định tĩnh, thiếu quyết tâm lớn. Sinh ngày Mộc, sinh tháng Dần trong tứ trụ, tháng có ngũ hành mạnh nhất. Tiết khí vũ thủy mùa xuân, tháng Dần là Mộc hỏa. Mệnh kỵ Mộc, sinh ngày Mộc, sinh tháng Mộc đa phần là mệnh tốt, nhật can cường lượng. Kỵ thần đầu tiên là Mộc, kỵ thần là ngũ hành kỵ, không nên tiếp nhận thêm. Ví dụ người này không phù hợp ở nhà có nhiều đồ gỗ, nhiều cây cối, rất kỵ tượng gỗ, tượng mèo, tượng hổ và cả Doraemon. Dụng thần ngũ hành khuyết của người này là thủy và kim, có thể dùng cả thổ. Hỏa đối với mệnh trung cung, không kỵ không hạp. Phải toàn nhắc lại, Ất Mộc đại diện cho dây leo, người trầm tính, nhẫn nại, bao dung, dễ bi ai trong chuyện tình cảm. Thân đại diện cho hoạt bát, linh động, thay đổi, ứng biến theo hoàn cảnh, có phần kiêu căng. Dần đại diện cho nóng giận, khó kiềm chế. Mệnh nhiều Mộc đại diện cho quân tử, nghĩa hiệp, đôi khi giúp sai người. Mệnh có Dần, thân, tỵ, hợi, có cả ba trên tứ trụ. Đây là người thiếu quyết tâm lớn, thiếu định tĩnh, đa phần là thiếu lập trường riêng của mình. Điều này còn tùy thuộc vào thời vận như thế nào. Ví dụ giờ vận gặp Tý Ngọ Mão Dậu sẽ quyết tâm nhiều hơn. Vận gặp Dần, thân, tỵ, hợi nữa thì quyết tâm rất là kém. Xét theo mật mã, người này có mật mã dịch mã, dễ xa quê hương, dễ làm công việc xa, dễ thay đổi chỗ ở. Có mật mã quý nhân, Ất Mộc gặp Tý và thân, có hai chữ thân, cuộc đời rất dễ gặp giúp nhân, cuộc đời rất dễ gặp quý nhân, dễ tai qua nạn khỏi. Có mật mã hồng diễm là mật mã đào hoa. Ất hành Mộc, cung ta khắc là cung tài, cung tài là cung thổ. Ất hành Mộc âm, cung chính tài là thổ dương, mệnh có nguồn tài rất dồi dào. Thực tế ngoài đời, anh chủ này làm ít mà được nhiều. Các bạn hãy ngẫm lại, trong cuộc sống có nhiều người làm nhiều được ít, làm ít được nhiều, tại vì sao? Hạt giống của họ có tiền, họ làm gì cũng dễ dàng kiếm tiền. Những người hạt giống không có tiền, làm gì cũng khó lòng kiếm tiền. Xét theo thời vận, người này đang 44 tuổi. Hành vận Quý Mùi, Quý hành thủy, Mùi hành hỏa thổ. Mùi là cung thiên tài, thiên tài đại diện cho đầu cơ, từ thiện, giúp người. Mệnh có nhiều thổ, gặp thêm vận thổ, dễ đào hoa. Đây cũng được xem là thời vận khá đối với mệnh. Tiếp theo, vận sao là vận Giáp Thân, đây là vận đại kỵ. Giáp canh xung nhau, thân trùng thân. Trong mệnh lý bát tự tứ trụ, không thích trùng và thích khắc.
xấu nhất là thiên khắc địa xung. Ví dụ đối với năm sinh, canh giáp khác nhau, dần thân xung nhau. Mật mã tối kỵ đối với mệnh này là năm giáp dần. Xét theo tiểu vận, trước năm 2021 đa phần có kim thủy là tốt với mệnh. Từ năm 2022 trở đi đa phần có mộc hỏa, không phải là thời vận tốt của mệnh. Mộc nhiều đại diện cho hao tổn, tranh chấp, thị phi, tranh đoạt. Hỏa nhiều đại diện cho nóng tính, tính khí cực đoan, khó kiềm chế. Người thiếu kim, pháp khí bên cạnh luôn có kim loại và đồ đồng, nên đeo đồng hồ đắt tiền, các tượng bằng vàng bạc đồng, con vật gà khỉ tề thiên, gương soi đều là kim, nên có thạch anh màu trắng. Mỗi ngày thỉnh vào tiếng chuông đồng cũng là vật trợ kim. Khi ngồi làm việc, thảm trải bàn hay là lót dưới chân nên dùng thảm xám hoặc thảm màu kem. Nên thường xuyên vào tiệm vàng, có thể sắm hoặc là không cần sắm, trang sức vàng bạc cũng có thể nạp kim. Trong nhà ở, những vật thuộc kim nhiều nhất đó chính là tủ lạnh, máy lạnh và két sắt. Tiếp theo, gương trong nhà rất nhiều kim thủy, hoặc treo một bức tranh núi cư sĩ, tranh gà, tranh khỉ, tranh tề thiên đại thánh. Đơn giản nhất vẫn là đồ kim loại và đồ đồng. Đồng hồ càng đắt tiền và đồng hồ tự động là nhiều kim nhất. Tóm lại, đây là mệnh có nhiều tiền của. Ngày sinh vượng, cung chính tài vượng, kiểu gì cũng có tiền, nhưng không khéo sẽ bị tiền làm mê mờ, luôn lo nghĩ về tiền. Hải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.